hé lộ nguyên nhân vụ án mạng trên phố Hàng Bài. Giết người vì bị chê kém cỏi không giữ được vợ. Nếu kéo bất thành gã trai dọa giết bạn gái, rồi lại dụ đưa anh 50 triệu. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa trên kênh youtube Báo Dân Việt cập nhật thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình, sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu bản tin là cập nhật thông tin về vụ án liên quan tới bị can Phùng Anh Lê, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ông được xác định là chủ mưu trong vụ tha người trái pháp luật. Trước khi tha cho đối tượng đã bị tạm giữ, Lê đã bị cáo buộc đã nhận cả trăm triệu đồng từ gia đình đối tượng thông qua người chú họ. Sáng nay 12 tháng 8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Anh Lê và đồng phạm trong vụ không xử lý nhóm cướp vào năm 2016. Bị cáo Phùng Anh Lê bị truy tố tội, nhận hối lộ theo quy định tại khoản 2, điều 354 Bộ luật hình sự, không hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Ba cựu thuộc cấp của bị cáo Phùng Anh Lê ở công an quận Tây Hồ bị truy tố tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù gồm Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Vũ Công Ngọc, cựu phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra về tội phạm về trật tự xã hội, Lê Đình Trung, cựu phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày do thẩm phán Trần Nam Hà, phó tránh tòa án hình sự làm chủ tọa. Trở lại diễn biến vụ việc bị cáo Phùng Anh Lê tha cho nhóm cướp vào năm 2016, cơ quan truy tố cáo buộc Ngày 22 tháng 9 năm 2016, Nguyễn Hữu Tài, phường Phúc Xá, Ba Đình, thành phố Hà Nội, đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, đến công an quận Tây Hồ đầu thú về hành vi cùng đồng phạm bắt giữ và đánh anh Nguyễn Công Tê, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, xảy ra ngày 19 tháng 9 năm 2016 tại phường Yên Phụ, Tây Hồ. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Tài bị đưa vào nhà tạm giữ công an quận Tây Hồ để thi hành quyết định tạm giữ trong thời hạn 3 ngày. Do lo sợ Tài bị xử lý, Chị Nguyễn Thu Hát vợ Tài, ông Nguyễn Văn Bê, bà Đình, bố đẻ chị Hát cùng với Nguyễn Văn Tê, cháu họ ông Nguyễn Văn Hát đã nhờ ông Phùng Văn Bảy, ứng hòa Hà Nội, chú họ bị cáo Phùng Anh Lê tìm người giúp cho Tài được hòa giải với bị hại, không bị xử lý. Do có quan hệ họ hàng với bị cáo Phùng Anh Lê nên ông Bảy đã đặt vấn đề và được ông Lê đồng ý giúp với yêu cầu phải đưa cho Lê 110 triệu đồng để hòa giải bồi thường. Từ khoảng 21 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2016, tại khu vực vỉa hè đối diện trụ sở công an quận Tây Hồ, chị Nguyễn Thu Hát cùng với bố đẻ Nguyễn Văn Tê đã đưa bọc tiền 103 triệu đồng cho ông Bảy. Ông Bảy cho mượn thêm 7 triệu đồng rồi cầm trên tay bọc tiền 110 triệu đồng đi vào phòng làm việc của Lê. Tại đây, ông Bảy đưa cho Lê số tiền 110 triệu đồng theo yêu cầu của Lê để hòa giải bồi thường và không xử lý đối với Nguyễn Hữu Tài sau khi nhận tiền từ chú họ bị cáo phùng anh lê chỉ đạo nguyễn đức châu gọi vũ công ngọc mang hồ sơ đến báo cáo lê việc tạm giữ tài sau đó lê chỉ đạo lê đình trung bàn giao tài cho vũ công ngọc để tha cho về không có căn cứ không có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình sự hậu quả dẫn đến tài được tha trái pháp luật đơn trình báo của anh nguyễn công tê không được xác minh làm rõ Hành vi của tài không bị điều tra xử lý cho đến khi công an thành phố Hà Nội phát hiện vụ việc và xử lý vào năm 2021. Trong vụ án, Phùng Anh Lê ban đầu bị cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố bị can vào ngày 20 tháng 9 năm 2021 về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Tuy nhiên đến 15 tháng 3 năm 2022, Phùng Anh Lê bị thay đổi tội danh sang tội nhận hối lộ về tình tiết Phùng Anh Lê bị cáo buộc nhận hối lộ. Theo cáo trạng, quá trình công an thành phố Hà Nội xác minh vụ việc nhóm Nguyễn Hữu Tài cướp tài sản, ông Bảy, Nguyễn Văn Tê, vợ Nguyễn Hữu Tài khai nhận. Tối ngày 22 tháng 9 năm 2016, tại khu vực vỉa hè đối diện trụ sở công an quận Tây Hồ, chị Hát đã đưa cho ông Bảy 110 triệu đồng để đưa cho Lê nhờ hòa giải với người bị hại, giúp Tài không bị xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Nguyễn Hữu Tài thì thừa nhận đêm 22 tháng 9 năm 2016 đã bị đưa vào nhà tạm giữ ở tầng 2, nhà tạm giữ công an quận Tây Hồ trong khoảng từ 1 đến 2 tiếng, sau đó được đưa ra ngoài và thả cho về. Căn cứ theo lời khai trên, xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 8 tháng 2 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội quyết định khởi tố vụ án hình sự, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, chuyển vụ án đến cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để điều tra theo thẩm quyền. Viện kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc số tiền 110 triệu đồng mà Phùng Anh Lê nhận từ ông Phùng Văn Bảy không được Lê đưa ra hòa giải, bồi thường cho người bị hại. Cơ quan điều tra tiến hành đối chất giữa Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung với Phùng Anh Lê. Kết quả các bị can Châu, Ngọc, Trung khẳng định Lê chỉ đạo tha trái pháp luật Nguyễn Hữu Tài. Kết quả đối chất giữa ông Phùng Văn Bảy với bị can Phùng Anh Lê, ông Bảy vẫn khẳng định đã đưa số tiền 110 triệu đồng để nhờ Lê giúp hòa giải vụ việc của Nguyễn Hữu Tài. Trong quá trình điều tra, ông Bảy khai nhận đã nhờ và đưa số tiền 110 triệu đồng cho Lê để giúp Tài như đã nêu trên. Khoảng tháng 3 năm 2021, vợ chồng Phùng Anh Lê đến gặp ông Bảy tại nhà của bố mẹ ông Bảy ở ứng Hòa. Tại đây, ông Bảy có nói xin lỗi Lê vì việc bài nhờ lại làm ảnh hưởng đến Lê. Cuộc nói chuyện này được em dạy Lê đi cùng ghi âm lại. Ngoài ra vợ của Phùng Anh Lê còn đọc cho ông Bảy viết lá thư xin lỗi gửi cho Lê đề ngày 6 tháng 3 năm 2021. Tại cơ quan điều tra, vị kiểm sát nhân dân tối cao, Ông Bảy khai rõ nội dung cuộc gặp tại nhà bố mẹ ông Bảy và lá thư ông Bảy viết gửi cho Lê là do suy nghĩ hoảng loạn, lo sợ các nội dung do mình khai báo tại công an thành phố Hà Nội sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình họ hàng và theo sự tác động hướng dẫn của vợ Lê nên mới trình bày bị công an thành phố Hà Nội ép cung mớm cung. Vợ chồng ông Lê chủ động đến gặp ông Bảy để nói chuyện rồi ghi âm lại và yêu cầu ông Bảy phải viết thư xin lỗi Lê còn về bản chất sự việc, ông Bảy vẫn giữ nguyên những nội dung đã khai tại Công an thành phố Hà Nội và cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, khẳng định đã nhờ Lê giúp vụ việc của Tài không bị xử lý. Cơ quan truy tố nhận định lời khai của ông Bảy phù hợp với chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ. Cáo trạng đều rõ, phụ huynh Lê Khai không có quan hệ cá nhân với gia đình ông Nguyễn Văn Hát và các đối tượng liên quan đến Nguyễn Hữu Tài, nhưng không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, ngoan cố, chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới. Lê không thừa nhận việc chiếm hưởng số tiền 110 triệu đồng từ ông Bảy để tha tài trái pháp luật. Khi công an thành phố Hà Nội phát hiện điều tra xử lý vụ án Nguyễn Hữu Tài cướp tài sản nhằm che giấu hành vi nhận tiền để tha người trái pháp luật của mình, Phùng Anh Lê đã cùng vợ chủ động đến gặp ông Nguyễn Lê Tê, Phùng Văn Bảy, mục đích trao đổi về nội dung vụ việc liên quan đến Tài, qua đó chủ động đưa vào cuộc nói chuyện các thông tin làm mờ hành vi phạm tội của mình rồi ghi âm lại. Ngoài ra còn yêu cầu ông Bảy viết thư xin lỗi để nộp cho cơ quan điều tra nhằm chứng minh mình không phạm tội. Tuy nhiên, phía truy tố cho rằng các tài liệu này không có tính khách quan, không phù hợp với các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ nên không xem xét. Liên quan đến vụ án mạng trên hàng bài, vào tối qua hung thủ sát hại chị NTQ sinh năm 1982 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội là MXT sinh năm 1982 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã được các bác sĩ cứu chữa qua cơn nguy kịch không ảnh hưởng đến tính mạng. Cơ quan công an đang làm thủ tục tiến hành lấy lời khai của đối tượng. Bước đầu làm rõ MXT đang có vợ và con, đang làm việc nghề bán chim ở đường Tam Trinh quận Hoàng Mai, Hà Nội. Còn nạn nhân NTQ đã ly hôn chồng 3 năm nay và đang công tác ở một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội. Cả hung thủ và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên do ghen tuông. Trước khi xảy ra sự việc nghi phạm mặc quần áo Grab để theo dõi nạn nhân, chứ không phải làm nghề lái xe Grab. Quá trình theo dõi, khi đến số 21 hàng bài quận Hoàn Kiếm Hà Nội, nghi phạm ép nạn nhân dừng xe lại nói chuyện, sau đó hai người dẫn đến cãi cọ nhau. Tại đây, nghi phạm rút dao giấu sẵn trong người, đâm nạn nhân nhiều nhát. Bị đâm, nạn nhân cố bỏ chạy, nhưng đến số 17 hàng bài thì ngã ra đường. Sau đó hung thủ dùng chính con dao gây án để tự sát và nằm ôm xác nạn nhân. Khoảng 13 giờ 20 phút ngày 11 tháng 8 trên phố Hàng Bài Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, nhiều người tham gia giao thông dừng chờ đèn đỏ tại khu vực ngã tư thì bất ngờ một thanh niên mặc quần áo xanh, đội mũ bảo hiểm đồng phục Grab lao tới chặn một người phụ nữ đi xe máy theo hướng về Hồ Hoàn Kiếm. Sau vài phút đôi co cử cãi, đối tượng nam giới rút ra mang theo, đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Gây án xong, người này dùng chính hung khí trên tay tự đâm mình và nằm ôm xác nạn nhân. Nhận tin báo, công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng có mặt phong tỏa phố Hàng Bài từ ngã tư giáp với phố Lý Thường Kiệt đến ngã tư giáp với phố Hai Bà Trưng, đưa người đàn ông đi cấp cứu và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Mới đây, Lê Văn Thái sinh năm 1995 ở Yên Sơn, Tuyên Quang, bị công an huyện Na Hang, Tuyên Quang bắt vào ngày mùng 10 tháng 8 để điều tra về hành vi giết người. Sau một đêm bỏ trốn, Lê Văn Thái bị bắt với cáo buộc rút dao truy đuổi, sát hại người chê anh ta kém cỏi, không dậy được vợ để vợ bỏ đi. Cơ quan chức năng cho hay tối hôm trước, Thái đến nhà anh Trần Văn Hùng ở huyện Na Hàng ăn uống, cùng dự bữa tối có anh Trần Văn Mạnh, sinh năm 1993, em trai anh Hùng. Khoảng 21 giờ 30, tiệc rượu đã tan nên anh Mạnh rủ Thái sang nhà mình cách đó khoảng 1 km để ngủ. Đến nơi, hai người nói chuyện nhưng anh Mạnh chửi Thái kém cỏi, không giữ được vợ không dạy vợ để vợ bỏ đi. Việc này khiến hai người mâu thuẫn lời qua tính lại. Do bực tức, Thái lấy dao nhọn dựng ở chân cột nhà, đâm anh Mạnh, buộc nạn nhân bỏ chạy. Tuy nhiên, cổng nhà lúc đó đã khóa nên anh Mạnh không thể ra ngoài, chỉ chạy quanh khu vực chuồng lợn và bị đâm thêm nhiều nhát. Khi thấy anh Mạnh tử vong, Thái bỏ trốn trong đêm. Cảnh sát sau đó khoanh vùng tung lực lượng chốt tất cả các hướng ra khỏi huyện Na Hàng để ra soát từng phương tiện. Đến 7 giờ 50 phút ngày 10 tháng 8, công an phát hiện ô tô của Thái đang di chuyển trên quốc lộ 2C nên dừng xe, bắt giữ anh ta. Hiện tại, Thái được bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự để điều tra theo thẩm quyền. Công an huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố bắt tạm ra một nam công nhân vì hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Người bị khởi tố là Võ Trọng Tê, sinh năm 1982, thường trú tại Tổ dân phố Vĩnh Nguyên, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. T là công nhân của công ty Scavi Huế, đóng tại thị trấn Phong Điền. Theo hồ sơ vụ án từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, tại nơi làm việc và nơi ở, T nắm được nhu cầu cần vay vốn nhanh của một số công nhân đang làm việc tại công ty Scavi Huế. Từ đó, T đã chủ động đứng ra tổ chức cho hơn 30 người vay nặng lãi, tổng số tiền 332 triệu 500 ngàn đồng, mức lãi suất là 121,67% một năm. Với việc cho vay nặng lãi như trên, T thu lợi bắt chính số tiền trên 100 triệu đồng vừa qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai vừa bắt quả tang đối tượng đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép 120.000 viên ma túy tổng hợp vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 10 tháng 8 tại khu vực km 182 200, quốc lộ 4D, đoạn qua thôn Nậm Bản, xã Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai, lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang đối tượng Giàng Thị Máy sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại xã Tà Ngài Trổ, huyện Mường Khương, Lào Cai, đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy từ Mường Khương đi thành phố Lào Cai. Tăng vật thu giữ tại hiện trường có một bao tải bên trong chứa 120.000 viên ma túy tổng hợp, được chia thành 20 bọc ni lông màu vàng, một xe máy và một số tài liệu khác có liên quan. Tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu Giàng Thị Máy khai nhận, hai tháng trước, được người đàn ông quốc tịch Lào rủ tham gia mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và nội địa tỉnh Lào Cai tiêu thụ. Theo thỏa thuận, vào khoảng 14 giờ ngày 10 tháng 8, Giàng Thị Máy điều khiển xe máy tới địa điểm đã hẹn trước tại khu vực giáp danh hai biên giới Việt Nam Trung Quốc, thuộc địa phận xã Pha Long, huyện Mường Khương và nhận bao tải có chứa ma túy được đối tượng người Lào để sẵn ở đó, rồi nhanh chóng di chuyển theo hướng về thành phố Lào Cai giao cho khách. Tuy nhiên khi di chuyển đến địa phận thôn Nậm Bản, xã Thanh Bình thì đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiệp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Phan Cúc Biển, sinh năm 1991, quê Bình Thuận, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Được biết, khi thấy chuyện tình cảm giữa mình và Biển không hợp, chị Đê đòi chia tay thì bị Biển gọi điện, nhắn tin khủng bố, tinh thần và đòi 50 triệu mới buông tha. Khi Biển đang nhận tiền thì bị bắt. Thông qua mạng xã hội Facebook, chị NTTG sinh năm 1995 quê Đồng Tháp quen biết và có tình cảm với Biển. Tuy nhiên sau thời gian nói chuyện, chị Dê thấy tính cách của mình không hợp với Biển nên chủ động chia tay. Lúc đầu Biển còn ra sức níu kéo, sau đó trở mặt gọi điện nhắn tin khủng bố tinh thần chị Dê. Biển liên tục dọa chị Dê, nếu không quay lại thì Biển sẽ đánh, giết và tạt axit. Thấy chị Dê lo sợ, Biển quay ra đề nghị chị Dê đưa cho Biển 50 triệu đồng thì Biển sẽ buông tha, không làm phiền chị Dê nữa. Lo lắng về việc liên tục bị khủng bố tinh thần, chị Dê đồng ý và báo vụ việc với công an quận Bình Tân. Ngày 10 tháng 8, khi Biển đang nhận 50 triệu đồng của chị Dê tại quán cà phê trên đường số 7, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thì bị tổ cảnh sát hình sự bắt giữ. Tiếp tục bản tin là thông tin về vụ việc kẻ ảo sát ma túy đâm 3 người trên đường Kinh Dương Vương ở phường An Lạc A, quận Bình Tân. Công an quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ Lê Văn Hoàng, sinh năm 1990, quê Long An, là hung thủ của vụ án để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 11 tháng 8, công an quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh cho biết tạm giữ Lê Văn Hoàng sinh năm 1990, quê Long An để điều tra xử lý hành vi cố ý gây thương tích. Hoàng là đối tượng sử dụng dao và kéo đâm ba người bị thương tích trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân chiều ngày 10 tháng 8. Sau khi bị người dân khống chế giao công an, Hoàng được đưa đi kiểm tra nhanh, phát hiện dương tính với ma túy. Sau khi hết về ma túy, Hoàng khai nhận buổi chiều gây ra vụ việc đã sử dụng ma túy đá, rồi cầm dao và kéo ra đường Kinh Dương Vương tấn công ông LTH sinh năm 1975, sau đó tiếp tục tấn công ông NVT sinh năm 1965 khi ông T đi bán vé số ngang qua. Bị người dân truy đuổi, Hoàng tiếp tục bỏ chạy khoảng 100 mét, xông vào một quán cơm, dùng vũ khí tấn công liên tiếp anh DTS sinh năm 1993 khi anh S đang đứng mua cơm. Ba nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe ổn định. Kết thúc bản tin ngày hôm nay là thông tin về nam sinh ở Quảng Nam, sát hại thầy hiệu trường rồi cướp điện thoại. Thời điểm phạm tội giết người và cướp tài sản, bị cáo chưa đủ 16 tuổi. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy, 16 tuổi, chú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, 12 năm tù vì hai tội giết người và cướp tài sản. Ngoài án tù, bị cáo cùng gia đình buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng, hiện bồi thường được 30 triệu. Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy tham gia cá độ bóng đá và nợ tiền của nhiều người. Sáng sớm ngày 9 tháng 7 năm 2021, Duy lúc này mới 15 tuổi, học sinh lớp 9, thức dậy lấy xe máy của gia đình, mang theo một túi sách con dao. Duy bị khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm đi xe qua nhiều nơi tìm nhà sơ hở với ý định đột nhập trộm cắp tài sản để trả nợ. Chiều cùng ngày, Duy đi trên đường bê tông thôn Bảo Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, quan sát nhà ông Nguyễn Duy Thống, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hoàng Diệu, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình và không thấy ai ở nhà. Duy dựng xe máy phía ngoài và đột nhập vào trong, định cậy tủ trộm tài sản nhưng không được. Lúc này ông Thống nhìn thấy Duy, yêu cầu Duy ra khỏi nhà. Lập tức Duy rút dao trong túi quần đâm vào hông trái nạn nhân. Ông Thống khống chế thì bị Duy đâm nhiều nhát. Duy cướp điện thoại di động của nạn nhân định bỏ chạy. Dù bị nhiều vết thương nhưng ông Thống vẫn giằng co để lấy lại điện thoại. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên ông Thống tử vong. Trước khi rời khỏi hiện trường lên xe máy bỏ đi, Duy vứt lại con dao. Trên đường đi về nhà, Duy thấy điện thoại vừa cướp được có cuộc gọi đến, lo sợ bị phát hiện nên Duy đã vứt tài sản vừa cướp được xuống hồ. Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2021, Duy lấy lý do đang bị nhiều người đòi nợ và nhờ bố mẹ trở nên nhà ông nội ở xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước ở. Đến ngày 19 tháng 7 năm 2021, Duy bị công an bắt giữ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.